Em xin chào mọi người, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Bố Anh Kinh Môn. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Mọi người có nhu cầu mua bán hoặc là trao đổi thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 để được em tư vấn hỗ trợ, cũng như đặt lịch xem xe và địa chỉ để xem xe trực tiếp, đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên em thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc. Nếu mà mọi người ở xa mà thiện chí chiếc xe nào thì vui lòng liên hệ em, cọc cho em 30 triệu em sẽ vận chuyển xe cho mọi người. Mà phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa là mọi người lấy xe đi rồi. Đó. Và ngày hôm nay thì bên Bố Anh Kinh Môn lại tiếp tục lên sóng báo giá những mẫu sedan mà hiện tại bên em mới nhập về để cho mọi người tham khảo để lấy xe phục vụ đi chơi Tết cũng như tránh rét. Mọi người mà ưng chiếc xe nào thì liên hệ em để em tư vấn hỗ trợ cũng như để xem xe nhé. Chiếc đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người đó là chiếc Toyota Vios, xe được sản xuất năm 2011. Động cơ máy là 1.5 phiên bản số sàn. Tổng thành xe là màu đen, mang biển kiểm soát là 23A04998 này. Và chiếc xe này là bản Nimo lăng kịch mọi người nhé. Đã lăng full đồ rồi. Đăng kiểm thì dài, khe lãnh lốp thì rất là dày. Đấy, bà con lấy xe về thì chỉ sẵn dùng thôi. Và chiếc xe này là bên em đang chào bán với giá là 195 triệu nhé. Chỉ với 195 triệu thôi là mọi người đã sở hữu em nó rồi. Đây, nội thất ghế da màu kem đây bà con này. Xe trang bị màn hình cam nùi đầy đủ nhá. Trần lỉ nguyên bản này. Một form sedan hạng B. Rất là đồ đồng cuối đá. Và được rất là nhiều người Việt tin dùng lựa chọn. Một chiếc xe đến từ chất lượng của Nhật Bản nhá. Độ tiêu hao nhiên liệu của em nó thì tầm khoảng rơi vào tầm 6 lít trên 100 km thôi. Rất là kinh tế. Chỉ với 195 triệu thôi là mọi người đã sở hữu em nó rồi nhá. Chiếc tiếp theo nữa em xin giới thiệu cho mọi người đó là chiếc Ford Laser, đến từ Mỹ, thương hiệu của Mỹ. Sản xuất năm 2003, động cơ máy là 1.8 phiên bản số sàn, bản đủ nhá, đã có túi khí phanh ABS bà con nhá. Cảm biến quanh xe. Tổng thành xe là màu đen mọi người này, mang biển kiểm soát là 29T8822. Và chiếc xe này là bên em cam kết là xe tư nhân sử dụng một chủ từ đầu, không taxi, con đục dịch vụ. Nên là chất lượng của xe còn rất là tốt, máy số gầm bệ chất, côn số ngọt ngào. Bà con lấy xe về chỉ sẵn dùng thôi, cam kết với bà con chiếc xe này cùng đời không đối thủ. Lốp khe rãnh đây, na răng đúc đa chấu này, phanh ABS này. Khám phí thì rất là dài, tháng 5 năm 2021. Tay lắm viền kính đều được mạ chrome rồi, một form sedan hạng C. Đến từ thương hiệu của Mỹ, những dòng xe châu Âu này chúng ta tính năng an toàn rất là cao và chúng ta ngồi trên xe thì rất là yên tâm. Đây, táp lô táp ly đây. Còn như mới luôn, không có bong chóc chảy trước cả mọi người này. Màn hình cam nùi đầy đủ nhá. Ghế da màu kem xịn nguyên bản theo xe. Một form sedan hạng C. Và với giá chỉ với 138 triệu thôi. Chỉ với 138 triệu thôi là mọi người đã sở hữu em nó rồi nhá. Ở xe em cam kết là không lỗi, không đâm đụng, không gặp nước. Cột kèo, keo chỉ zin hết. Và tất cả những chiếc xe bên em bán ra đều có cam kết về chất lượng trên giấy tờ cho mọi người. Cam kết là không bán xe lỗi cho mọi người nhá. Nên là bà con là cứ yên tâm khi đến với anh em. Có một form sedan rất là dài. Tiếp theo nữa em xin giới thiệu cho mọi người đó là chiếc Daihatsu Lacetti, được sản xuất năm 2009. Động cơ máy là 1.6 phiên bản số sàn, mang biển kiểm soát là 36A13384 đây. Một form sedan hạng C, đến từ chất lượng của Hàn Quốc. Lốp khe lãnh rất là dày bà con nhé, la răng đúc đây. Đăng kiểm tháng 3 năm 2021. Và chiếc xe này là bên em đang chào bán với giá là 135 triệu nhé. Chỉ với 135 triệu thôi là mọi người đã sở hữu em nó rồi. Ghế da màu xám mọi người này. Màn hình đầy đủ này. Táp lô táp ly đây. Không có bong chóc chảy xước cả nhé. Xe còn rất là cứng cáp. Và với giá thành rất là rẻ thôi. Chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Là mọi người đã sở hữu được form sedan hạng C rồi. Rất là rẻ, rất là ưu đãi. Sơn xi sạch sẽ. Nội ngoại thất tươi mới. Và con lấy xe về chỉ sẵn dùng thôi. Chỉ với 135 triệu thôi bà con nhé. Chiếc tiếp theo nữa em xin giới thiệu cho mọi người thêm một chiếc Lacetti nữa. Chiếc này được sản xuất năm 2005, mang biển kiểm soát là 90A01397 đây. Khám phí thì đến tháng 12 cuối năm. Lốp 4 quả khe rãnh như mọi người này. La răng đúc đây. Máy số em này còn rất là chất nhá. Máy số gầm bệ rất là chất. Côn số ngọt ngào. Táp lô táp đi đây. Hai chiếc y hệt nhau, chỉ khác là cùng khác đời thôi. Còn đâu là nội ngoại thất là đều như nhau hết. Chỉ với, và chiếc xe này là bên em đang chào bán với giá là 115 triệu nhé. Chỉ với 115 triệu thôi là một người đã sở hữu em nó rồi.
giá rất là rẻ hơn một chiếc xe máy mà chúng ta đã có ô tô đi rồi, một form xe nặng C luôn, hạng sang rồi, rất là dài trường xe, vận hành rất là êm ái nhé, form rất là đẹp. Chiếc cuối cùng này em xin giới thiệu đó là chiếc Mazda 626 được sản xuất năm 1999 và đăng ký là năm 2000. Động cơ máy là 2.0 phiên bản số sàn màu bạc, mang biển kiểm soát là 99A10855. Em này thì khám phí đến tháng 4 năm 2021. Lốp 4 quả khe rãnh đây mọi người này. Ở gần như những chiếc xe bên em bán ra là gần như bà con về chỉ đi thôi. Sơn xi sạch sẽ. Nội thất đây. Được bác chủ bọc hai áo ghế đằng trước đây. Áo ghế đây. Lỉ nó sàn là cũng lỉ 3D hết rồi. Đây, nội thất đây mọi người này. Màn hình cam lùi đầy đủ nhá. Tắp lù tắp ly đây. Rất là tươi mới, không có bong chóc chảy xước cả, xem cam kết là không lỗi nhá. Keo chỉ cột keo zin hết. Máy số chất. Và chiếc xe này bên em cũng bán ra chỉ có hơn 100 triệu đồng tí thôi, 105 triệu. Là mọi người đã sở hữu nó rồi. Đấy, bà con mà quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ em nhé. Một mẫu xe thuộc phân khúc hạng sang, sản xuất để trực tiếp cạnh tranh với dòng Camry, đến từ chất lượng của Nhật Bản. Đó là chiếc Mazda 626, 105 triệu. Thì bà con mà quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, quan tâm đến kênh của em. Mọi người yêu cái kênh thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ video giúp em nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất 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 nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em.